bà Nguyễn Hoàng Hòa. Rất vui được gặp lại quý vị chiều hôm nay. Hy vọng chiều hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui, và chắc chắn niềm vui lớn nhất đó là hai cặp sẽ đồng ý hẹn hò với nhau, phải không? Ừ. Màn kéo xuống đi. Ba mấy tuổi rồi mà chưa tìm được người yêu hả? Trải qua bao mối tình mà không thành mối tình là chắc em vô duyên. Mời bạn trai bước ra sân khấu. Rồi, xin chào bạn. Bạn đến từ đâu? Em đến từ Gò Vấp. Sao Gò Vấp mà phải suy nghĩ một tháng trời rồi mới Gò Vấp? Té mấy lần rồi mới tới Gò Vấp á. Em té đâu 3 lần. 3 lần. Bạn bao nhiêu tuổi? Em hôm nay là 31 tuổi Tây và 32 tuổi ta. Tên là gì? Em tên là Quý. Quý? Cái gì Quý? Giàu sang Phú Quý. Phú Quý. Tên là Phú Quý. Rồi. À, và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Chào chị. Bạn tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Em là Trang. Trang. Nay em 24 tuổi. Trang đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em làm thư ký trợ lý cho công ty bảo hiểm chị. Chị thấy Trang rất là nhí, rất là nhỏ đó, nhìn rất là nhờ. Bên này còn nhí hơn nữa. Đây nhỏ hơn nữa. Bạn đang làm nghề gì hả bạn Phú Quý? Dạ em hiện tại đang làm việc ở tại trường trung cấp Âu Việt. Bạn làm chuyên cụ thể là gì? Cụ thể em là bên văn thư và kỹ thuật. Kỹ thuật luôn. Dạ. Tức là sao, tức là đưa thư thì ok rồi, kỹ thuật làm tức là gì? Mình đi lên sở nè, rồi kỹ thuật mà mình bên máy chiếu nè, rồi âm thanh nè, vân vân. Bạn chiếu phim hả? Chiếu phim cho sinh viên học. À, ba mấy tuổi rồi mà chưa tìm được người yêu hả? Có, nhưng mà trải qua 3 mối tình mà không thành mối tình nữa chứ. Tại chắc em vô duyên. Bạn vô duyên chỗ nào, bạn có nhận ra điều gì không? Cái đó em cũng tạm thời chưa nhận ra. Chưa nhận ra hả? Phải rút ra kinh nghiệm chứ, 3 mối tình rồi mà cảm giác mình vô duyên thì mình biết là mình vô duyên chỗ nào chứ. Tại cái đặc thù công việc của em thì mình gắn bó ở dưới trường á, thì ở một cái thời gian thì nó hạn hẹp, nó không cho phép, thì chỉ có rảnh mấy cái buổi tối thôi. Thì làm xong thì mình chỉ lên mạng xem chuyện rồi phiếu thiết vân vân. Trang, chị thấy mặt em còn nhỏ quá, em có ý định lập gia đình chưa? Hay là mình chỉ mới tìm hiểu để quen biết nhau thôi? Em thì tính là bây giờ mình kiếm đối tượng trước, dung đắp từ từ. Sau này nếu mà thời gian hiểu hết á thì sẽ tiến tới chị. Bao nhiêu lâu nữa thì sẽ hiểu hết? Theo bạn thì cái khoảng thời gian tìm hiểu là bao lâu? Em chắc là tới 29 của anh chị. 29? À, còn lâu 5 quá. Năm. Còn 5 năm nữa lỡ bên kia đợi nổi không? Đợi nổi không? 36 tuổi lập gia đình. Được không? Được không? Ok. Không có đâu bạn biết không, Phú Quý ơi yên tâm đi, nhiều khi phụ nữ ta nói vậy đó. Chứ hồi mà nhìn mặt nhau được đó là người ta làm luôn hả? Quan trọng là bạn... Bạn có duyên hay không thôi. Vậy thôi. Đó. Nói vậy thôi, biết đâu mai về cưới luôn thì sao? Đâu bạn có cái duyên gì đâu, bạn làm vài cái duyên coi, bạn có sở trường gì không? Có thì, cái tài năng gì không? Em thì em thích nấu ăn nè. Nấu ăn. Thích chơi cầu nè. Thích đi tham quan du lịch, mở ngoặc, có điều kiện. Rồi. Thích đi vui. Ví dụ như mình trường tổ chức đi du lịch đây đó thì mình tham gia. Hai nữa là thích ca cổ nhưng mà hát dở. Kể nó rồi. Kể dở làm thử coi. Thì xin tặng anh Quyền Vân, chị Cát Tường cùng bạn Trang, quý khán giả một điệu lý Lý Hoa Cầu. Rồi, qua luôn đó. Hát dở xin quý khán giả thông cảm nha. Cùng nhau ta nắm tay qua cầu, nhiều vàng đưa lối chiếc cầu tre, khung khích reo vui, bằng lòng đi em anh về quê gước má lên liền. Ngày mai đám cưới gước dâu bằng xuồng ba lá, ba má đầu trên nồi ghe, anh với em ngồi dưới tâm tình. Sao Trang, bạn nói mà làm được không anh? Bây giờ Trang có muốn tâm tình ở dưới xuồng ghe không? Nhà em có ghe rồi anh ơi. Vậy thì Trang có biệt tài gì không, có khả năng gì không? Cái tài của em thì không có, nhưng mà em rất là thích xếp giấy chị. Xếp giấy là sao? Hạt sao rồi em khoái xếp lắm. Xếp để làm gì em? Tại ngồi buồn á, xếp đếm thời gian đó chị ơi. Bây giờ em muốn cái bạn trai của mình là cái mẫu người như thế nào? Tiêu chuẩn em ít lắm chị ơi. Rồi, ít. Cao 1m, trên 1m7. Được rồi. Em cao bao nhiêu?
Em cao 1m66. Ủa? Trên 1m7, bên kia cao được nhiêu vậy Phú Quý? Dạ em cao 1m67 à. Rồi xong luôn. Chưa trừ bầy chơi. Rồi tiếp tiếp, rồi gì nữa? Phải nặng ít nhất là 65kg. Tại sao? Rồi, rồi. Bên đây là 56kg. Tại em nặng 59kg rồi anh. Rồi gì nữa bạn? Anh đó thì mặc được thôi, không cần đẹp cũng không cần xấu. Bên đây nhất đẹp là phải vui tính hài hước nữa. Rồi, có luôn. Rồi còn bạn? Bạn trai? À, mỗi người lý tưởng em thì không cần đẹp không cần xấu. Thì không bà tốt gỗ không tốt nước sơn. Thì dịu dàng, thì mị, giản dị và trung thủy. Bây giờ nào bạn Phú Quý nào, bên đây là ta yêu cầu chiều cao cân nặng vậy bạn nhắm bằng đạt được bao nhiêu phần trăm hay là muốn rút lui rồi? Em đạt khoảng 60% chị ơi. 60% phải không? Em chịu khó em mang vài cao cao một chút. Rồi, phụ nữ mà bạn không thích là cái điểm nào nói đi, mình chị nhìn bên trang coi được không, chị báo luôn cho. Em không thích là nhuộm tóc. Rồi đây cái đầu vàng que à. Tiếp tiếp. Thôi chị có điểm đó là hạn chế quá chị ơi. Cái nhuộm tóc bây giờ bạn gái rất yêu bạn, bạn cũng yêu bạn gái. Chị có nhuộm tóc thôi mình bỏ ta. Nhưng mà nhuộm vừa vừa thôi, đừng nhuộm vàng khè quá. Vàng khè mắc mới gì đâu, nó dính dáng. Chị nhuộm đen lại mấy hồi. Ừ. Được không? Được không? Ok, được. Rồi được phải không? Bây giờ Trang nè, Trang thích không thích cái điểm gì ở người bạn trai của mình nữa, để chị qua coi mặt nè. Nói về cái hình dáng trước đi. À, không thích trán vô. Không thích trán vô đâu mà hói. Rồi, cái gì hói nữa? Tôi qua tôi coi. Sao chữa hói? Nhanh lên, tôi qua tôi coi. Gì nữa? Gì nữa? Trán này không có vô. Nó cũng gần bằng sân bay Long Thành. Trời trời ơi. Bên này không thích tóc nhuộm thì bên kia cái đầu vàng que. Bên này không thích trắng vô thì bên này trắng trợt. Còn không thích gì nữa mẹ? Không thích gì nữa? Cái đó là tật xấu thôi chị ơi. À, hút thuốc đánh bài với nhậu chị ơi. Hút thuốc đánh bài với nhậu có cái không? Đó là em bảo đảm 100%. 100% là có hay không? Không. Tụi nó coi, vậy chứ làm gì, lúc rảnh rỗi làm gì? Lúc rảnh rỗi em uống cà phê. Làm gì nữa? Nghe nhạc. Bây giờ nôn lấy vợ lắm chưa? Hỏi thiệt á, nôn chưa? Em thì nôn thì nói không phải nôn. Ăn thua là bên bạn nữ. Bạn nữ kêu chờ 5 năm nữa đó. Em vẫn chờ được. Rồi vậy vấn đi. Vấn đề chung thủy thôi. Rồi 5 năm em vẫn chờ. Có điều cái đầu vàng anh giải quyết sao đây? Trước khi qua tôi coi cái này quà cái gì đây. Tặng quà bạn nữ cái gì đây? Đây một mái nhà tranh. Nhưng mà hai quả kim kim cương. Còn làm đây sao? Là hồi đó là một cúp liều tranh hai quả kim vàng. Giờ thời đại rồi. Mái nhà này không phải là nhà tranh mà gọi là nhà inox. Rồi xong kèm theo hai tờ vé số. Gì vậy? À để thực hiện ước mơ, thực hiện ước mơ. Mua nhà. Có nghĩa là giờ chưa có tiền mua kim cương. Tặng túp liều tranh với hai tờ vé số, nếu mà trúng số mình mới mua kim cương phải không? Đúng rồi chị. Lần đầu tiên tôi mới thấy bạn trai mà tặng bạn gái hai tờ vé số. Được. Cái này coi như là tôi hỏi này, vé số này ngày mai sổ hay là chiều nay sổ? Chiều nay sổ chị ơi. Trời ơi, 4 giờ sổ rồi. Tặng nhanh lên nha. 3 nhanh giờ, lên. Gần 4 giờ rồi. Để qua coi mặt bạn gái coi sao. Hello. Bạn thích hai tờ vé số không? Em từ trước giờ không mua vé số, chị ủng hộ mà không có giờ anh ơi. Bạn nghĩ thế nào về một túp liều tranh hai quả tim vàng? Cái đó chắc xa vời với em quá. Xa vời, vậy thì hai quả tim cương kia là gần lắm đúng không? Bây giờ hỏi này cho vui nè. Bây giờ chiều nay mà bây giờ em nói 5 năm nữa mới cưới đúng không? Bây giờ chiều nay mà trúng số nè, giờ hai bên có cưới nhau liền không? Trúng số là cầu hôn luôn đó. Để em suy nghĩ đã chị. Còn không lấy là coi như trả lại vé số à. Bây giờ đó cho hai tờ số và chiều nay trúng hai tờ đặc biệt là dư em. Tỷ rưỡi tờ hả? Tỷ rưỡi tờ. 2 tờ 3 tỷ. Cưới được, cưới không? Chắc rút ngắn thời gian thôi anh ơi. Ngắn bao nhiêu? 5 năm chắc còn được 2 năm rưỡi á. Thôi 2 năm rưỡi thôi, vé số người ta đâu có được, đâu có cho. Bây giờ thí dụ giờ qua gặp mà thông báo là trúng 3 tỷ. Chuẩn bị 6 tháng cưới. À, 6 tháng cưới chịu không? Hỏi ảnh em còn đi học anh nuôi nổi không? 3 tỷ. 3 tỷ mà sao nuôi không nổi? Anh lẹ có suy nghĩ lâu nè. Hết anh xui anh ơi. Trời ơi, chết rồi, 3 tỷ mà không chịu. Không phải là còn ái ngại cái vụ cái sân banh đó, để ta kéo màn lên đi. Trời ơi, phải không? Kéo rồi màn lên. Rồi nhìn cho kỹ nha, nhìn đây mà nhớ kèm theo là có 3 tỷ nữa nha. Quay lại cho ta coi cái mặt tiền đi. Thôi từ từ. Không, đúng không gì không. Đừng có liếc nha. Tim đập mạnh không? Thình thịch, thình thịch. Xin chào bạn. Chào bạn. Trước khi quen có tặng này cho bạn. Thôi, một quả kim vàng.
hai cả vé số. Ba chuyện này rồi, tắt lên. À, quê em ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi. Anh ở Gò Vấp hả? Anh ở cư trú Gò Vấp nhưng mà hộ khẩu thường trú ở An Giang. Em chỉ em cũng thích miền Tây lắm, sông nước nhiều. Hỏi em thấy tóc anh có ít lắm không? Không, tóc về sử dụng quá chất thì chắc lên được. Sử dụng quá chất, sử dụng quá chất hói đầu chết rồi. Luôn à. Ấn tượng với người phụ nữ đối diện như thế nào? Thì em thấy rất là dễ. Ổng nổi không? Em cũng gán. Em thấy anh sao? Dạng trước chắc... dạng sau con miếng một. Kiểu này chắc anh phải đi nhiều với em mới lên kiếm quá. Anh ốm quá. Ờ đó anh trai gắn cẩm bổ. Nhà anh phải ăn ít nhất cũng 10 cử như em á. Anh thích ăn sô-cô-la bò. Rồi chứ thế em định ăn lẩu bò anh đi không? Đi. Thôi hết giờ. Hai người này thì... Chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 1 2 Em hồi nãy đó chị nhớ không lầm là em nói em không thích đàn ông tráng dồ với lại đầu hói, mà anh này anh vừa hói vừa dồ, mà tại sao mà người ta đếm nó có tới 2 mà em nhấn nút rồi? Không, tại ba em cũng tráng dồ. Tại ba em thì tráng dồ nhưng mà ba hiền quá, em muốn người ta phải cứng cáp lên chút xíu, không có hiền như ba em. Vậy thì bạn thấy hợp ở chỗ nào mà bạn nhấn nút chọn? Thì anh nói anh gán chờ em 5 năm. Thiệt không á? Chờ thiệt không á? Ông thiệt. Yêu nhau mấy đứa cũng rồi, cũng chèo mấy sông, cũng lội mấy đèo cũng qua. Chèo không? Chèo. Nắm tay cái coi. Yêu chưa, yêu chưa? Nắm tay thấy sao? Cảm giác mềm mại. Lạnh anh đó. Nãy giờ anh gì nữa? Nãy giờ anh ngồi mới lạnh lắm mà. Rồi, chúc mừng hai bạn. Dạ. Rồi, mẫu người bạn gái của bạn là gì? Mẫu người của em đơn giản chị ơi. Thì mái tóc dài, chỉ mái tóc dài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Xin mời bạn nữ. Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Yến Như. Yến Như, Như nó lớn lên tí xíu nha. Dạ. Như năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 ạ. 25, hiện giờ đang làm công việc gì? Em làm cho công ty truyền thông bên mảng bất động sản. Tưởng đâu làm bên thời trang chứ thấy fashion quá trời, modern quá trời. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Chào Bùi Linh. Mời bạn ngồi. Bạn có nghe bạn gái bên kia tên gì chưa? Như em không nhầm là tên Duyên. Ê, tên Như. Nhưng... Như, 25 tuổi. Dạ. Đang làm một công ty truyền thông. Dạ. Còn bạn tên là gì? Mình là Vinh. Nghề nghiệp là kỹ sư cơ khí. Bao nhiêu tuổi? Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Bạn quê ở thành phố chứ ở đâu hay là? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ. Từ nhỏ luôn. Dạ. 30 tuổi rồi mà đến đây tôi cũng chưa có cảm nhận rằng bạn ấy mới phải đến đây, bởi vì con người cũng rất đẹp trai không? Nói chuyện lưu loát có duyên. Duyên của em là chưa tới nên không có được hợp nhau, không có thành. Vậy còn bạn bên đây thì bạn rất là modern, rất là thời trang, rất là xinh, da thì trắng như bông bưởi vậy. Mình nghĩ bạn cũng rất đào hoa chứ, tại sao phải cần đến chương trình để mai mối cho mình ha? Rồi thì nãy em cũng nói với anh Bùi Linh là cái duyên bên đây, tôi hỏi bên đây, bên kia lanh quá. Bên đó bộ bên đó cũng trắng như bông bưởi luôn hả? Bên đây trắng như bông bụt. Lát chị nãy biết rồi. Có thể chia sẻ với mọi người. Cái lý do đầu tiên là em nghĩ chắc là do công việc của em. Trước đây em có một giai đoạn là em ở Buôn Ma Thuột, xong có một giai đoạn em lại quay trở về thành phố em làm việc lại. Vì thay đổi cái nơi ở như vậy á, nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện là tìm hiểu. Dạ, công việc tập trung nhiều quá nên em cũng không có nhiều thời gian cho tìm hiểu về cái mạng tình cảm. Vậy bây giờ nếu như bắt đầu công việc hẹn hò thì bạn có sắp xếp thời gian để hẹn hò được không? Dạ được chứ chị. Tại vì em thấy thực ra 25, 26 rồi cũng nên suy nghĩ một chút xíu tới. Đúng rồi. Chuyện lâu dài. À, mẫu người bạn trai mà bạn mong muốn là gì? Thực ra em không có một cái mẫu về ngoại hình cụ thể. Em chỉ cần là nói chung đừng xấu quá. Hơi có bụng một chút xíu càng tốt. Hơi có bụng á? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không cho dễ hình dung không? Cái mẫu người mà nam giới mà em thích á, thì lại quá đẹp trai rồi. Adam Levine của nhóm Maroon 5.
chồng ít quá. Dạ. Nên là trong đời sống em chỉ em cảm thấy là nếu như mà mình cảm thấy có cái gì đó mà có duyên nhất với nhau á, tự nhiên thấy mến mến thôi thì là có thể tìm hiểu được rồi, chứ không bắt buộc là phải ngoại hình là đẹp trai hay là như thế nào đó. Rồi bây giờ mới hỏi tới bạn trai bên kia nè. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái của bạn là gì? Mẫu người của em cũng đơn giản chị ơi, chỉ cần là cao, chiều cao cũng 1m60 thôi, 1m60 thôi. Rồi thì mái tóc dài, chủ yếu mái tóc dài, tại vì em rất ấn tượng mái tóc dài. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn là ok chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Ủa yêu bằng cái tâm hồn, yêu bằng tính tình chứ tại sao mà mái tóc ngắn là chia tay? Không, tại vì cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam á là đặt vô cái là mái tóc dài liền á, nên em rất thích là mái tóc dài. Anh ơi, vậy thì cho em xin phép một chút xíu, nếu như vậy thì em nghĩ là nên thay đổi lại một chút, từ vì em vừa mới xuống tóc cách đây có 2 hôm thôi ạ. Tại vì thực sự là mái tóc em không dài là cái thứ nhất, và cái thứ hai em nghĩ là tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ Việt Nam thì không phải dựa vào cái chuyện mà độ dài độ ngắn của mái tóc, mà quan trọng là dài ngắn của cái tư duy và cái cách mà mình xử sự trong đời sống với nhau thôi. Nhưng mà theo anh đó là mái tóc dài rất có duyên đối với người phụ nữ. Vậy mái tóc ngắn không có duyên hả? Em đang tính hỏi câu đó. Không, tại vì cái dáng của người phụ nữ đó, lúc mà nhìn xa xa mái tóc dài thì rất là đẹp trước ha, còn mái tóc ngắn thì không có độ đó. Cái này hơi cục bộ phải không? Hơi cực đoan đấy. Không, nhưng mà không sao đâu, rồi tóc sẽ mọc ra thôi, rồi mình sẽ để dài. Ngoài cái chuyện mà sắp tóc ra, bạn cần người đó như thế nào? Về nếu mà về tính tình thì dịu dàng, đừng có nhõng nhẽo. Em không thích nhõng nhẽo. Sao vậy, phụ nữ thì phải nhõng nhẽo một tí mới dễ thương, mới đáng yêu chứ bạn. Đúng rồi đó, chị nói nhõng nhẽo một tí thôi được, chứ đừng nhõng nhẽo quá. Nhẽo quá như thế nào là quá? Quá như hát cái lương anh ơi. Thế nhưng bạn có nhõng nhẽo không? Dạ không ạ. Nhìn bạn cũng có vẻ rất là mạnh mẽ. Mà em nghĩ thường phụ nữ mà mẫu bên ngoài mạnh mẽ thì chứng tỏ là họ chưa tìm được một chỗ dựa. Rồi cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình? Quá ích kỷ và keo kiệt. Ích kỷ và keo kiệt. Với yếu tố thứ hai là nói nhiều quá, cũng không thích. Nói nhiều, bạn có nói nhiều không? Thực sự là có chị, nhưng mà em nghĩ là tùy hoàn cảnh thôi. Ví dụ như là ở bên cạnh những người thân quen và không khí nó là cần một bầu không khí thoải mái và thân thiện với nhau thì cái chuyện mà mình nói nhiều hơn cũng khiến người ta cảm thấy là mình cởi mở. Thấy bạn cũng khó đó chứ, đâu phải bạn trai bên kia khó đâu. Bạn mẹ thế giờ chị. Cặp đôi này mình nên hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí đi. Đúng để rồi. Mình gần nhau hơn chứ ai cũng khó như vậy, làm sao mà gần nhau được. Thấy bên này cũng khó đâu, đây không ít, hơi ích kỷ về mình á, cái gì cũng muốn bạn gái. Còn mình sao? Bạn có thấy tật xấu của bạn không? Thì cái đó em cũng nhận ra cái khuyết điểm của em mà. Khuyết điểm của bạn có bao nhiêu khuyết điểm, bạn có thể tự kể ra? Thì hơi lạnh lùng. Lạnh lùng. Rồi gì nữa? Hay quên. Bây giờ mình kéo màn lên mình coi cái anh bên đó, ảnh ok đồng ý bạn cũng cái nhìn đầu tiên cũng được hết rồi. Nhưng bây giờ là thường phụ nữ thì không thích người ta áp đặt mình, chỉ thích làm theo cái gì mà mình cảm nhận. Bây giờ bên đó yêu cầu đầu tiên, em muốn anh hẹn hò với em, anh em phải để đầu tóc dài lại, thì em có làm không? Dạ bình thường chị, tại vì cũng giống như kiểu bao nhiêu chị em khác cũng thích làm điệu, nên là lúc thì để tóc dài, lúc thì để tóc ngắn. Nghĩa là giờ mình mới xuống tóc xong, bây giờ bạn trai biểu để tóc dài nữa là sẽ để lại đúng không? Bình thường ạ. Bình thường rồi. Dạ. Được rồi, cảm ơn bạn. Chào chị. Trời ơi, mặt mày cũng dễ thương mà sao khó chịu vậy? Nói gì khó chịu? Khó chứ. Không, nếu mà chị nói khó thì em nói gì, nhìn chị ngoài đời đẹp hơn ở trong TV. À, cái đó thì chị cảm ơn em. Vậy em khó vậy? Khó chứ. Ủa em biết em khó gì? Khó, tại vì cái chuyện mà chị đẹp hơn là cái ai cũng nói với mình em. Chị cảm ơn em, cái quan trọng lịch sự thôi. Dạ, em bị hối. Bây giờ vấn đề là mình tìm bạn gái á, mình hạ xuống một chút xíu. Dạ. Đôi bên nó dễ tới với nhau hơn, chứ mình khó quá, căng thẳng quá, nó thành một cái rào không, cả. Không có gì về bổ sung vô, có gì bổ sung sửa lại. Chứ bên đây thì rất là dễ thương, có điều tóc ngắn, nói trước. Thì tóc có thể mọc lại mà chị. Nhưng nếu không mọc thì sao? Sao không mọc là sao không mọc anh? Là họ để cho đó, cứ người ta con cá tính là thích tóc ngắn sao? Người ta không muốn cắt, người ta không muốn để dài. Tóc ngắn rất dễ thương chứ bộ, em có biết bài hát của Mỹ Linh không? Quan điểm đó là nó kỳ cục lắm, nó cục bộ. Quan điểm thì cũng đúng là hơi cục bộ đó. Con người ta tốt hết trơn, giờ chỉ cái đầu tóc ngắn không chịu. Được, ok. Lập trường không vững cũng không được luôn. Không được em ơi, lập trường không vững không có được. Rồi, nhìn cô gái bên kia. Trời, tóc ngắn đẹp chứ bộ. Nghĩ sao tóc dài đâu có hợp tóc... Thấy style không? Cái style này hiện đại, cái style này nhanh nhẹn. Làm truyền thông mà, vấn đề nói hơi nhỏ thôi. Ha. Làm truyền thông rất là lanh lợi và rất là thông minh mới làm truyền thông được. Em ha. Rồi chúc mừng em nha, chàng trai bên đây đẹp trai lắm. Chỉ có điều tiếc là không thích tóc ngắn thôi. Dễ thương lắm, bạn sẽ xóa được cái quan điểm là tóc ngắn. Bạn gái bên này á là mình nói gì cũng không có quan trọng bằng cái ánh nhìn đầu tiên. Bây giờ xin phép màn kéo lên để cho hai bạn nhìn nhau.
phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào em. Em bạn không nói gì chơi tự nhiên vừa theo em cái đứa. Không, có nói. Vậy. Giờ là ngồi xuống á. Ủa tóc em đâu ngắn đâu, cái vai được mà. Ngắn là gì đó, ngắn là tém. Không, phụ nữ vốn bướng bỉnh mà anh, nên là đôi khi phải làm ra những tình huống nó hơi chéo ngoan một chút xíu. Em thấy anh cũng hơi cứng đầu chứ cũng hơi của em á. Sao bạn có ấn tượng như người phụ nữ tóc ngắn không? Thì nhìn em cũng xinh á. Xinh quá đi chứ. Nhưng xinh không phải là vấn đề anh. Đúng rồi, nhưng mà anh chưa nói xong mà. Xinh là một phần thôi. Nhưng mà xinh là xinh mà vẻ bên ngoài, xong rồi cả lẫn như tốt, cũng như đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong, thì đó là một hoàn thiện. Em nói thật là về cái khó tính á, nếu như mà anh mới gặp em ban đầu vậy, anh cảm thấy là anh có thể thay đổi không? Thay đổi không? Ừ. Nếu mà bây giờ anh ví dụ như em có thể là để tóc dài vì anh chẳng hạn. Rồi ok, nếu mà anh nói anh thay đổi liền á thì anh nó xạo. Là cái gì cũng phải từ từ. Ừ. Có nghĩa là cái này hơi giống kiểu là kéo dài thời gian. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. 1 2 3 Hết thời Hết gian giờ. Sao hết thời gian rồi mới bấm? Có vẻ bạn hơi bối rối đúng không? Dạ bối rối à. Bạn có buồn gì khi bạn nữ không bấm chuông hẹn hò? Dạ không đó. Thì cái duyên, anh đã em nói cái duyên mà. Nhưng mà cái duyên của em mà ở đây thì cái duyên nó chưa tới đúng cái không? Duyên, đúng rồi, cái duyên chưa tới, cái duyên. Tại sao bạn lại không bấm? Ừ. Vì ngay từ lúc đầu khi mà trao đổi em cũng cảm thấy là anh có nhiều cái nguyên tắc mà sẽ khó lòng thay đổi được ngay trong giai đoạn đầu tiên. Trước mắt hai bạn chưa có tìm được tiếng nói chung, chưa có sự đồng cảm mà cái nhìn đầu tiên. Nhưng không sao, biết đâu ở ngoài đời chúng ta sẽ là những người bạn. À, dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ xin mời anh đi. Anh từ từ đúng không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em hết, em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Xin mời anh nắm tay em. Có vẻ run nhỉ? Dạ, con run quá chú ơi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ đây. Rồi bây giờ thì bạn trai bạn gái ra có mặt sân khấu nha. Mình bắt đầu trao đổi thông qua cái hàng rào này nha. Dạ. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân và các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là tên đầy đủ là Nguyễn Anh Quốc, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là kỹ sư tự động hóa, làm việc ở quận 1, quê em là ở Đắk Lắk. À. Dạ. Rồi mình giới thiệu đi nào cưng. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, anh trai nhà bên và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thảo, hiện tại đang công làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Làm gì em? Dạ em làm chuyên viên phòng đào tạo sau đại học anh. Quê mình ở đâu? Dạ quê con ở Bình Dương chú. Bình Dương luôn, làm Bình Dương luôn. Dạ. Còn đây quê Đắk Lắk, làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À dạ đúng đó. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ đầu tiên là em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là nhóm gì cưng? Dạ thì theo nghiên cứu của em á, người ta sẽ chia làm 4 nhóm để phân loại các khách hàng, và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái con chim, đó là chim đại bàng, chim bồ câu, còn một con công và một con cú. Thì em là thuộc nhóm cú, tức là nó sẽ có hai cái trục như thế này, một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo tình cảm, một cái là hướng nội hướng ngoại. Thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí, là nhóm con cú. Dạ. Lý trí và hướng nội. Dạ đúng rồi. Nhóm con cú sống về đêm. À, điểm mạnh rồi còn điểm yếu gì không? Dạ có. Cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ thôi tới mình đi. Mình có thuộc nhóm gì? Dạ con ngồi đi, có vẻ ngồi khoái chí á, là cưng có biết cái vụ này đúng không? Dạ con không biết gì hết cô. À chưa biết hả? Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ? Dạ em muốn biết anh. À thì tí nữa bạn bấm chuông nghe về mình chị cho. Đây có chuông nào bấm?
đâu, tức là nhấn nút á rồi về chỉ đó, hiểu không? Bạn này cũng hàng gài ghê luôn á nha. Cưng giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, rất thích tham gia các hoạt động tập thể cũng như là tham gia các hoạt động tình nguyện. Đối với lại điểm yếu thì con cảm thấy bản thân mình hát chưa được hay, với lại thỉnh thoảng con thấy bản thân mình cũng hơi nhút nhát. Khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó thì con rất là hay do dự. Do dự, con quyết đoán đúng không? Dạ. Rồi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có quen ba bạn bằng tuổi. Thì bạn đầu tiên là quen khi mà học cấp 3, còn mấy bạn sau, hai bạn sau là quen khi mà con học đại học. Nhưng mà là quen học trò thôi hay là có sâu đậm không? Dạ, quen chắc theo kiểu học trò cô. Vậy hôm nay cưng yêu rồi, nãy chưa nói nè. Dạ, năm nay con 24 tuổi. Nên là khi mà chương trình hỏi con muốn một bạn nam như thế nào thì con có trả lời là con muốn một bạn nam hơn tuổi con. Tại vì khi mà con quen bạn bằng tuổi á, thì cái bạn bằng tuổi, bạn đó suy nghĩ như mình. Nên là thành ra là con thấy là nhiều khi hay cãi nhau á cô. Dạ, nên là con muốn yên tâm, bạn nam bên kia 26 mà. Bạn đây 26 rồi. À, bạn trai có mấy mối tình rồi? Thật ra là em có 4 đến 5 mối nhưng 26 4 5 mối hả? Dạ đúng rồi. Bên kia 24 3 mối. Nhưng chà, mấy nhỏ này yêu sớm dữ nha. Dạ nhưng mà 4 5 mối của em là đa số là từ hồi đại học với lại thời còn đi học. Mỗi lần quen yêu về mà bao nhiêu lâu? Thì thực ra là rất là ngắn đó. Tại vì lúc đó là mình vẫn còn trẻ, cái kiểu của yêu của thời sinh viên với thời học sinh thì nó không được lâu bền. Dạ, đúng rồi. Bây giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào? Thì trong cái đơn đăng ký của em á thì em chỉ ghi có hai dòng thôi. Đồng đầu tiên là về ngoại hình. Ngoại hình của em thì giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết. Trong đó chỉ là đẹp, và thứ hai là làn da đẹp. Làn da đẹp thôi. Dạ. Da đẹp thôi. Dạ. Bé rồi. Ơi, bây giờ làn da đẹp rồi thêm chữ đẹp nữa là dạ. Là mặt đẹp hay là dáng đẹp? Dạ mặt đẹp. Và mặt đẹp với lại da đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Rồi còn bên đây mình sao nè? Con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con, suy nghĩ chín chắn, là một người chung thủy. Chung thủy. Dạ. Mấy người thích đẹp không biết có chung thủy không nữa nha. Dạ. Ai không thích đẹp? Người ta thích với sự chung thủy nó khác nhau. Đừng có dựa vô cái đó mà nói là chứ mấy người thích đẹp tao không chung thủy. Dạ. Chung thủy không là tự trái tim của người ta thôi. Cười quá à. Ta chưa hỏi nó nhảy vô họng người ta ngồi rồi. Đi đây nè. Vô đi. Nói giờ coi đàn trai tôi đẹp không? Đẹp trai không? Dạ. Đâu? Tôi qua tôi coi đàn gái cái coi. Dạ. Đây, gia đình nhà gái tôi là chú. 24 tuổi, 3 mối tình luôn hả? Mối tình học trò, vớ va vớ vẩn. Biết rồi, bây giờ trải qua 3 mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè? Để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn là coi như còn mối tình nữa đó. Dạ, con suy nghĩ là sau khi mà quen ba bạn nam đó thì con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Bớt tính công đích lại. Đó. Dạ. Có kinh nghiệm rồi đó chưa? Chú ơi, hồi nãy anh đó có nói là anh đó thích một người con gái dễ thương á, dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú? Hồi nãy con bổ sung một xíu. Bổ sung là đi cái không? Chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình. Còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Rồi. Dạ. Như mì cay vậy đó hả? Như mì cay vậy đó hả? 3 cái cấp độ của tình yêu của con á là nó sẽ có đầu tiên là bạn tình. Thứ hai là bạn đời. Thứ ba là bạn đạo. Thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn đó là bạn đạo. Thì bạn tình là gì? Bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và có thể thích nhau từ ánh mắt, từ nụ cười. Cái giai đoạn này á thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau. Còn cái giai đoạn thứ hai á là bạn đời. Bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái khuyết điểm của nhau, có thể chấp nhận được sống chung nhau. Thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái giai đoạn 2 này rồi. Còn cái thích cuối cùng á là giai đoạn 3, đó là bạn đạo. Con hướng là một cái con đường là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư, thì hai bên sẽ cùng thảo luận. Dạ. Rồi chú hiểu không? Chú cũng mệt lắm. Nói chung là trong tình yêu á, nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á. Dạ. Bây giờ theo chú á là mình tìm bạn tình trước đi, còn bạn đời từ từ, rồi bạn đạo sau. Vô con dập luôn bạn tình, bạn đời, bạn đạo luôn là bạn đời là mệt lắm. Dạ. Nha. Bạn hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà rõ ràng đúng không? Rõ ràng rồi chín chắn đúng không? Thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á thì nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu.
coi như là quen phải rõ ràng từ đầu cuối. Dạ, luôn đúng ha. Rồi, dạ đúng rồi. Để sau này nó được tôi với anh không hợp nha. Dạ. Không được ha. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Có chiến lược, có hoạch định đàng hoàng. Chiến lược đàng hoàng. Chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha. Không, bây giờ về đi. Con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với lại bạn thân của con. Bạn thân ha. Dạ. Rồi bạn thân thấy sao nè? Con chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và quý vị khán giả. Con là bạn của Ngọc Thảo ạ. Nói về Ngọc Thảo thì bạn là một người năng động, sống tích cực, sống giàu tình cảm. Nhưng mà điểm yếu của bạn thì như bạn có chia sẻ là bạn là người sống, bạn là người thiếu quyết đoán trong một số vấn đề. Nói về bạn nam bên này thì con thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành. Tại vì bạn em là người thiếu quyết đoán, nên nếu mà anh lý trí thì anh có thể giúp bạn em trong cái việc quyết định một số công việc gì quan trọng. Nên là nếu được thì hai bạn, anh và bạn của em cho nhau cơ hội để mình tiến tính cái giai đoạn đầu của anh nói là bạn tình. Ok, em xin nói ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba em, bà nội em và bạn em. À rồi. Xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Văn. Dạ, và dạ. Chào nhà gái bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là bố của Quốc. Tôi cũng mong muốn là hai cháu trao nhau một cơ hội để cho tìm hiểu. Dạ. Rồi cho hỏi ý kiến bà cái bà ngoại hả? Dạ bên nội. Bà nội hả? Bà thấy con dâu tương lai của bà thấy được không? Đâu bà cho cháu vài câu đi bà. Cháu chưa cháu dâu. Dạ. Tôi thấy cũng được hết á, mà được con có là được, nhất là con có là đàng hoàng sạch sẽ. Dạ. Đàng hoàng sạch sẽ, con người phải mát mẻ. Dạ, mát mẻ đàng hoàng sạch sẽ, hạnh phúc. Dạ. Bà bao nhiêu rồi bà? 82 tuổi hả? Ôi, bà từ Đắk Lắk vô đây luôn hả? Trời ơi, cảm ơn bà ủng hộ chương trình nha. Dạ, chúc bà khỏe nha. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ phân tích nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Dạ. Con nhận quà trước đi rồi con tặng sau. Anh có món quà tặng em. Thì đây là cuốn sách, là một trong hai cuốn sách mà anh nghĩ là nó đã thay đổi cuộc đời anh. Thì đây là cuốn sách có tựa đề là Đánh thức năng lực vô hạn. Tác giả là Tony Robbins, là một trong những diễn giả mà phát triển bản thân hàng đầu thế giới. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cô cầm ra. Dạ. Dạ, em có món quà nhỏ em tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Con mở ra coi là gì con. Wow, cái bút đẹp quá. Dạ, cảm ơn anh. Hai em ngồi đối diện với nhau, mình trò chuyện đi. Đầu tiên là cảm nhận về nhau, coi lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào. Lady first. Em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh. Ví dụ trong trường hợp cái đó là do em chọn, tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước? Cho em chọn mà. Dạ, nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha. Rồi anh nói trước à? Em hỏi anh đi. Anh từ từ được không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Anh thấy em sao? Đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh. Ví dụ như em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Thì cái thời gian nào mình rảnh rỗi rồi nhỉ? Dạ là thường vào ngày cuối tuần anh. Ngày cuối tuần à? Rồi dạ. Ok. Anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm túc chưa? Nghiêm túc trong vấn đề gì anh? Đúng rồi, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng hay là mình quen cho vui hay là cái gì đấy? Dĩ nhiên là hôm mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh? Rồi ok. Dạ, rồi đúng như anh nói ban đầu á, là em là thuộc tiếp người tình cảm. Nên thành ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ. Thì hầu hết thời gian của em á là em dành cho công việc thường hàng ngày. Và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là em thích những hoạt động đó. Chứ để mà suy nghĩ lâu dài, hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy. Anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh, đúng không? Thì ví dụ quen một cái ông nào đó mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng thì em thấy thoải mái hơn không? Hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình không thể hình dung được là tiếp theo ổng sẽ làm gì và ổng có bỏ mình hay không? Dạ. Dạ, anh nói đúng điều đó, có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không. Nhưng mà như em nói ban đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh. Anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Bây giờ bạn nữ nói cái gì chứ, hát một bài đó hay là làm một cái quảng trò nó cho nó vui để cho ta giải tỏa đi cái không khí nó giờ đi. Chỉ có một bạn này nói thôi. Dạ. Em quảng trò mà, thì anh nên làm gì đây? Dạ, bình thường á là em quảng trò cho mấy bé nhỏ. Rồi anh là bé nhỏ. Đúng rồi, coi bé nhỏ đi, đúng rồi đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Dạ. Bây giờ em sẽ mời tất cả mọi người cùng chơi với em trò chơi là xin mời.
khi mà nào mà em nói từ xin mời thì mọi người làm theo hành động của em, còn em không nói xin mời thì mọi người đừng làm theo hành động. Bé chính kìa, bé kia dạ. Chính kìa, bé đó đó. Dạ. Thôi. Dạ rồi. À, xin mời anh vỗ tay với em một cái. Xin mời anh vỗ tay với em hai cái. Xin mời anh vỗ tay với em ba cái. Xin mời anh nắm tay em. Dạ. Có vẻ rung nhỉ? Dạ, con rung quá chú ơi. Dạ, có con... điện không? Có điện không? Dạ. Thôi. Dạ hết không? Dạ hết, dạ hết. Đó hết rồi, tôi nói dừng luôn, nắm tay luôn, nắm tay luôn. Ừ. Tôi nói nắm tay luôn. Rồi, hát một bài luôn. Xin mời anh hát cho em một bài hát. Đúng rồi. Anh hát à? Xin dạ. Mời. Thật ra thì anh chỉ thuộc có một bài thôi, thật sự có một bài thôi. Thì xin trình bày ca khúc là Chúc Mơ Chabi. Dạ, cảm ơn. Vẫn nắm tay, không buông tay ra Quốc. Dạ. Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhớ nhớ quanh đồi, một mái chăn nghèo, một nhà sàn yên vui. Ôi, chắc ở đây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu rừng xanh, yêu tự do thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi nghe Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi. Cảm ơn anh. Rồi, trở về ghế ngồi đi. Thật ra đó nha, lúc đầu anh cũng hơi là lạ với cậu này. Nhưng càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy. Cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình. Nhưng cũng một cái lời chia sẻ, lý thuyết là một cái khác, xa với thực tại đó. Đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại. Không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu. Dạ. Mình cảm giác rung động thì mình bấm nút. Còn mình dạ. Không rung động thì mình không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho người khác. Dạ. Rồi bấm luôn rồi đó, Thảo bấm rồi đó, Ủa Quốc bấm rồi đó. Rồi Thảo bấm luôn rồi đó, không cần đếm luôn. Đưa tay lên nào, nắm tay nhau bạn nhé. Đâu phải bắt tay, mà nắm tay nhau bạn nhé. Nào, để xen tay vào. Đây, xen vào như thế này nè. Tình quá. Xen tay vào thế này nè, Quốc, đúng rồi. Rồi, chúc bây giờ hung cái hung đầu tiên coi. 5-6 lần yêu rồi đó, hung sao coi cho được á. Cảm xin nhớ. Tuyệt vời. Yeah, được rồi ha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping, nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy đưa nhau đi đến nơi nào mình thích. Đi xuống đây rồi cô đưa bó hoa tình yêu nghe. Thấy thương, thấy cưng dễ sợ ha. Hy vọng rằng nó sớm thành đôi. Như vậy là ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Xin mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Người lớn sát họng đờm ho, An Phế Nam Dược khỏi lo dùng liền. Đây nữa là cái tiệc cưới, anh cũng mong mỏi lắm rồi. Ý là cái đây là sự nghiêm túc, anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt nè. Anh ghi tên sản bè này, anh dưới là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Xin mời nhà gái.
Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, cưng dạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À vậy hả? Dạ. Thôi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng trong một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ quận 3. Làm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi mình nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng, sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Còn có điểm yếu nào không? Dạ điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt. Cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ cho nên đôi khi mọi người sẽ hiểu, sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Mời bạn trai. Dạ ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. À dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có mấy mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Một mối dài không? Dạ hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ một phần còn cách xe. Chứ là xa. Lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Ừ. Dạ với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định coi dừng lại. Rồi dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á. Chắc 5 năm rồi chị. Ồ 5 năm rồi hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm. Thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ sau đó thì em không có một mối tình nào khác ạ. Không tin được luôn á, thực sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, thực sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ, em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con. Giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ, ngoại hình thì em muốn một người thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Áp lực không? Dạ, hơi hồi hộp trước. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Cứ bồ nhà trai đi chứ. Cử quá. Là không có giống Obama, mà giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Rồi cho tôi xem mặt đàn gái coi. Chào em gái. Dạ em chào chú Quyền Linh ạ. Dạ em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi cảm ơn rất nhiều. Cô gái không thích đàn ông ở điều gì? Dạ em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ chừng mực cái ở đây. Cái nào là chừng mực? Cái này khó quá. Dạ chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét. Luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính. Thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Rồi đó. Giấu cảm xúc đó. Người phải biết giấu cái cảm xúc. Khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ đó hết. Bây giờ anh thích người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử. Bên kia chắc được á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ được rồi. Hiền lành. Em thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ. Chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm, những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em. Trai dễ thương. Con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con em xin chào anh trai. Chào, và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào. Và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết. Nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn. Cần một người bạn trai kiên nhẫn. Và
rõ ràng với chị mọi điều, tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị Hai, em mong chị Hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu, rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Dạ. Em xin cảm ơn. Trời, dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ, đi mình. Mình rồi hả? Được rồi, vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh dạ. để ủng hộ em. Dạ. Bây giờ mở rào, hai đứa gặp mặt nha. Gì? Mở rào, việc của mình là tấn công nha. Chào em. Chào anh. Rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Cái đây rồi. Rồi mở ra. Cái đây nữa là cái tiệc cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Rồi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi, Hiếu tặng cho cái gì vậy? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một người bạn đời của anh. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Hai bạn ở cũng không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Bây giờ ta gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này. Dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà đã khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng anh hay ít nói ngại ngùng một xíu. Dạ. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Mình hát bài đến nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Được. Là cậy ông Quyền Linh đó. Cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc trước đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh, cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Thôi bây giờ mình vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Bây giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ chưa? Là em bước tới nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ, dạ. Cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách,
và cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Thì mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những cái khuyết điểm. Mình cứ thay cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình, cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Cảm ơn em. Dạ. Về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi giao lưu với nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Rồi. Không bấm hả? Dạ. Dạ con xin lỗi, con không bấm ạ. Lý do tại sao vậy em gái? Thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì, để người khác hiểu lầm. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Cảm ơn cô. Chúc mọi đứa sẽ sớm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Mọi người con đường đi, mình phải thế thôi. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đã khép lại chương trình Vòng Với Hòa. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại.